Đây nha mọi người nha, mọi người nhìn cái lọ sữa rửa mặt của nhà mình nha. Sữa rửa mặt đây, lọ sữa rửa mặt đây. Đây là vỏ hộp bên ngoài, rất là đẹp. À, nhìn bên ngoài rất đẹp, buổi tối mình quay nên là nó sẽ không được, nhìn nó không thật lắm, nhưng mà nhìn ở bên ngoài đẹp lắm, rất là sang chảnh nha. Đây mọi người, Dr. Hương đây. Đây nha mọi người nha, mình mở ra cho mọi người xem nha. Đây này, trên này đây là logo của Thanh Mộc Hương đây, 198.000 mọi người nhá. Lọ sữa rửa mặt của nhà mình đây, đang chờ ngày ra mắt đây, đang chờ video đẳng cấp của chúng ta để bung lụa sản phẩm đây nha. Em sẽ mở cho mọi người xem. Đây mọi người nhá, chiết xuất từ tinh chất dâu tằm này, trà xanh, cam thảo này. Giữa mình thực sự là bản thân mình trải nghiệm thì mình chưa rửa một cái loại sữa rửa mặt nào mà mình cảm thấy ưng ý như cái loại sữa rửa mặt này, cho nên là đây là một đứa con rất là cưng của mình này. Đây mọi người nha, rất là đẹp luôn đấy, tinh chất dâu tằm và trà xanh kháng viêm kháng khuẩn rất là tốt luôn mọi người, sạch nhờn, da rất là mềm, rửa rất là mịn luôn, không kích ứng nhá, an toàn tuyệt đối, không kích ứng với bất cứ một loại da nào, kể cả là da nhạy cảm nhất nha mọi người nhá. Đây nha mọi người nhá, đây là vỏ hộp này, rất là đẹp luôn này. Đây là vỏ hộp này, nhìn là phủ nhũ bóng này, rất là đẹp, nó sẽ dập bằng co. Đây là chỉ là cái bây giờ mới chỉ là cái bản nháp thôi mọi người ạ, sau đó cái sản phẩm hoàn thiện của tem với lại dập bằng co nữa cơ. Đây nha, sữa rửa mặt lúc đó hơn đây nha mọi người nha, vỏ hộp đây nha mọi người nha, cảm ơn mọi người nha. Chắc chắn là bây giờ đơn hàng đã đặt lên khoảng hơn 5 vạn rồi và con số này vẫn tiếp tục tăng, rất là đẹp, rất là sang chảnh luôn, ngắm kỹ đi nha mọi người nha.